chú với con. Trời rất sáng và nắng. Một ngày hoàn hảo để chơi trong công viên. Yay! Nhìn cầu trượt nè, đi nào. Không, mình sợ. Mình sẽ có nhiều niềm vui trên cầu trượt. Wow, bạn có kẹo, cho tớ xin một ít. Chắc rồi, nhưng trước tiên hãy nói làm ơn. Không. Này, trả lại kẹo cho mình. Quay lại đây. Bạn phải biết cách cư xử tốt, Cam. Bạn phải luôn nói xin vui lòng. Cậu không thể đuổi kịp mình. Tớ nhanh hơn cậu. Bây go. Dừng lại, Cam. Tớ mệt rồi. À, chờ đã. Tớ có một ý tưởng. Ha ha ha. Cái này sẽ bắt được cậu ấy. Ôi không. Yay! Mình đã lấy lại được kẹo. Tớ xin lỗi, Bego. Không sao đâu. Đây, kẹo của bạn đây. Nói làm ơn. Làm ơn. Chúng ta phải luôn sử dụng ba từ kỳ diệu. Làm ơn, xin lỗi và cảm ơn. Theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chú với con. Yay!